Lần đầu tiên, một sân khấu bên hồ cực chill và lãng mạn sẽ ngân vang những khúc ca ngọt ngào say đắm, những dư vị da diết cháy bỏng của tình yêu và nỗi nhớ qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Trâm Idol. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ. Tất cả sẽ có trong chương trình Đêm Nhạc Bên Hồ số đầu tiên với chủ đề Mùa Nhớ do TTV thực hiện vào lúc 20 giờ tối thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2022 và sẽ được livestream trên fanpage của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đêm Nhạc Bên Hồ, nồng nàn những khúc ca yêu.